Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hà Nội có thiếu quỹ đất xây trường học Ngày 26 tháng 8, tác giả Song May có bài bình luận Thủ đô Hà Nội đang thiếu trường công nhưng thừa nhà hát Đăng trên diễn đàn của một trang báo quốc tế tiếng Việt Tác giả cho biết trong hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 của Bộ Giáo dục ngày 18 tháng 8 Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Hà Nội đã kiến nghị chính phủ cho phép các trường học ở Hà Nội được phép nâng tầng và xây thêm tầng hầm. Hình ảnh bài bình luận trên BBC Tiếng Việt. Lý do, theo bà Hà, số học sinh ở Hà Nội tăng nhanh, trung bình mỗi niên học từ 50.000 tới 60.000 học sinh các cấp. Thay vì phải xây thêm trường học mới thì cho phép các trường hiện hữu được nâng thêm tầng và xây thêm hầm để có thêm phòng học cho học sinh. Tác giả dẫn các số liệu chính thống cho thấy niên học 2023-2024 gần 30.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở của Hà Nội không có chỗ để vào lớp 10 công lập, phải ghi danh học các trường tư, trường trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc phải ra ngoài ô để học trường công. Tác giả nhắc lại lời phát biểu của ông Trần Thế Cương, giám đốc Sở Giáo Dục Hà Nội cho rằng Hà Nội không thiếu chỗ học được VN Express dẫn tường thuật ngày 7 tháng 7. Tác giả dẫn ý kiến của nhiều độc giả là mạng lưới trường công ở Hà Nội phân bổ không đều. Ngoại ô thì thừa trường, còn nội ô thì lại thiếu và cho rằng việc quy hoạch trường của Hà Nội có vấn đề. Hầu hết phụ huynh Hà Nội lo ngại việc phải cho con cháu đang tuổi thiếu niên ở trọ xa nhà, ngoài tầm kiểm soát và chăm sóc của họ. Điều này có thể gây ra những hệ lụy cho xã hội khó lường trước trong tương lai. Tác giả bình luận đúng là nghịch lý khi sinh viên ở các tỉnh vào nội ô Hà Nội thuê phòng trọ để học đại học, còn học sinh trung học thì phải khăn gói ra ngoại ô thuê phòng trọ để được học nốt 3 năm trung học. Tác giả đặt vấn đề có thật là Hà Nội thiếu quỹ đất để xây trường học. Đầu tháng 7 vừa qua, Hà Nội vừa khánh thành một nhà hát nguy nga lộng lẫy có 900 ghế ngồi, diện tích 5.000 m2, mang tên nhà hát Hồ Gươm. Chủ đầu tư là Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tọa lạc tại số 40, 40A, Hàng Bài, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, ngay trung tâm thủ đô. Tác giả nhận xét, điều đáng nói là Hà Nội vốn đã có sẵn gần 20 nhà hát Quy mô từ 200 đến 1.000 chỗ ngồi, được phân bổ khắp thành phố. Tuy nhiên, nhiều nhà hát đều hiêu, rơi vào trạng thái hoạt động cầm chừng, không có khán giả, gây lãng phí. Hình ảnh phụ huynh học sinh ở Hà Nội vật vờ chờ con thi vào cấp 3. Không thấy báo nói khi xây dựng nhà hát này có ai hỏi ý kiến dân thủ đô xem họ có cần hay không và cơ sở này sẽ kinh doanh như thế nào khi nhiều nhà hát ở Hà Nội hoạt động cầm chừng như truyền thông Việt Nam nói. Vẫn theo tác giả nhà hát Hồ Gươm là cái thứ chính được xây dựng tại quận Hoàng Kiếm. Đây là quận nhỏ nhất Hà Nội có diện tích chỉ 5,29 km vuông mà phải cổng trên lưng chín nhà hát. Tức là chỉ một quận mà đã có nhà hát lớn Hà Nội, nhà hát kịch Việt Nam, nhà hát kịch Hà Nội, nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, nhà hát múa rối Thăng Long, nhà hát tuồng Việt Nam nhà hát Cải Lương Hà Nội, nhà hát nghệ thuật Đương Đại Việt Nam và mới nhất là nhà hát Hồ Gươm của Bộ Công an. Tác giả tiếp tục đặt câu hỏi đối lập với số nhà hát quận hoàn Kiếm có bao nhiêu trường phổ thông trung học? Chỉ có hai trường là Trần Phú và Việt Đức. Cả hai đều được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Trường Trần Phú được xây dựng năm 1919, còn trường Việt Đức vốn là trường dòng Bichinier của đạo Công giáo xây dựng từ năm 1897. cả hai trường này mỗi năm chỉ nhận tổng cộng 1.200 họ học sinh vào lớp 10. tác giả kết luận thay vì xây nhà hát hồ gương, người ta nên trả 5.000 m2 đất này cho Hà Nội để xây thêm một trường trung học phổ thông, thì học sinh Hà Nội sẽ không phải ngậm ngùi sách vali ở phòng trọ cách nhà 20 đến 80 km, hoặc trong tương lai không cần phải chui xuống tầng hầm để học. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Hà Nội có thiếu quỹ đất để xây trường học, VinFast không thể so sánh với Hyundai của Hàn Quốc. Ngày 24 tháng 8 báo Đất Việt có bài Cách làm của VinFast có so được với Hyundai của tác giả Trần Nghị. Theo tác giả sau chiến tranh Triều Tiên Hyundai thành lập năm 1947 và được chính phủ Nam Hàn giao cho nhiệm vụ tái thiết đất nước, xây dựng hạ tầng cơ sở của ngành giao thông và nhiều dự án quan trọng khác nhằm thúc đẩy đại hạn trên con đường công nghiệp hóa đất nước. Năm 1967 Hyundai hợp tác với hãng Ford của Mỹ để lắp ráp xe Cortina tại Ulsan chỉ trong 6 tháng từ lúc đặt viên gạch đầu tiên ở Ulsan. Hyundai đã đưa chiếc xe Cortina đầu tiên ra khỏi dây chuyền lắp ráp, hình ảnh bài trên báo đất Việt. Tác giả cho biết năm 1974, Hyundai quyết định tự mình thiết kế và sản xuất chiếc xe đầu tiên ở Nam Hàn, chiếc Pony. Tới năm 1978, Pony đã xuất khẩu qua Bỉ, Hòa Lan và Hy Lạp. Năm 1986, chiếc Pony Excel lần đầu được bán ở Mỹ. Trong năm đầu tiên, 168.000 chiếc Excel đã được bán ở Mỹ, một kỷ lục mà cho tới nay vẫn còn đứng vững. Trong khi đó, tác giả cho hay Phạm Nhật Vượng thành công nhờ vào nhà máy sản xuất mì gói ở Ukraine vào thập niên 90, mà sau này ông bán lại cho Nestle. Khi trở lại Việt Nam, ông Vượng lập ra Vingroup, đầu tư chủ yếu vào bất động sản, kinh doanh bán lẻ, dịch vụ y tế và sau đó ông lập ra Vinfast điều đáng lưu ý là tác giả nhận xét xe vinfast xăng hay điện đều không được thiết kế và sản xuất từ trí tuệ việt nam nói cách khác xe vinfast là do công nhân việt nam lắp ráp các bộ phận được đem vào từ nước ngoài chính xác hơn vinfast không phải là công ty sản xuất xe hơi mà chỉ là công ty lắp ráp xe hơi tác giả tiếp tục cho hay vinfast cũng chẳng phải là công ty lắp ráp xe hơi đầu tiên tại việt nam Năm 1970, xe Citroën là Đà Lạt bán tại miền Nam có tỷ lệ cơ phận nhập cản so với cơ phận nội địa là 75 trên 25 cho đến năm cuối cùng khi hãng Citroën đóng cửa vào năm 1975 là 60 trên 40. Tác giả đặt vấn đề thử hỏi xem có bao nhiêu cơ phận của VinFast được sản xuất tại Việt Nam sau gần 40 năm. Tác giả dẫn thắc mắc từ nhiều người khi họ tự hỏi khi VinFast là công ty lắp ráp xe điện đầu tiên ở Việt Nam. Vậy thì trong số các quan chức cộng sản, các bí thư tỉnh thành, các hoàng tử và công chúa đỏ, các ca sĩ, nghệ sĩ, các nhân vật nổi tiếng có bao nhiêu người đã mua xe VinFast? Ngoài đường, tại Việt Nam, chỉ thấy toàn là xe Nhật, Đại Hàn, Châu Âu và dàn siêu xe thì không có chiếc nào là VinFast. Hình ảnh VinGroup tự tung hô trên website của mình tác giả mỉa mai lòng yêu nước của các từ bản đỏ đâu rồi hoàng thì xính đồ ngoại còn dư luận viên thì hô hào tự hào quá việt nam ơi đúng là cảnh tượng khôi hài trống đánh xuôi càng thổi ngược đầu nhất khi vinfast được nổi tiếng thì nó lại là phương tiện di chuyển của ba chú công an đi bắt nhầm về của thiên hạ tác giả châm biếm Tự hào quá VinFast ơi là một tự hào giả tạo dựa trên sự lấp lửng che giấu bản chất thật sự của một danh xưng. Tác giả kết luận không thể so sánh VinFast với Hyundai của người Hàn được. Quả thật, VinFast được xây dựng trên nền tảng của sự dối trá và chiêu trò bẩn thỉu ngay từ đầu. VinFast tự quảng cáo mình là hàng Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam với những nhà thiết kế từ châu Âu lừng danh thế giới. Thế rồi một ngày, VinFast bị chính đối tác của họ làm lộ tẩy xe VinFast là nguyên con hàng tàu chuyện niêm yết tại thị trường chứng khoán mỹ cũng cực kỳ khôi hài và đầy dối trá ban đầu vinfast tung hô ầm ý rằng họ chuẩn bị hồ sơ gửi lên ủy ban giao dịch chứng khoán hoa kỳ để ipo chính ngạch bài bản đàng hoàng thế rồi đùng một cái họ nhảy qua hình thức sáp nhập với một công ty spark để niêm yết tại một sàn chứng khoán nhỏ hơn một hình thức ra mắt thị trường theo cách lắc léo lương lẹo từng bị một số tạp chí tài chính cảnh báo với nền tảng dối trá như vậy, VinFast có thể đem lại điều gì tốt đẹp cho đất nước? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin VinFast không thể so sánh với huyền đài của Hàn Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm đê